Xin chào các bạn, ở đây có chắc có nhiều bạn đang dự định mua xe Vespa và quan tâm đến vấn đề đăng ký biển số hay các bạn. Rồi thì cũng sẽ có nhiều bạn mình ở quê, mình lên Sài Gòn mình sinh sống, làm việc và học tập, và thời gian chúng ta về nhà rất là ít các bạn. Một năm hình như chỉ có tầm 1-2 lần thôi, vì đa phần chúng ta sẽ mất làm công việc ở đây. Và khi các bạn mua xe thì rất là quan tâm đến vấn đề đăng ký biển số. Nhưng sau ngày 15/8/2023, hiện tại Việt Nam chúng ta có một luật rất là hay dành cho những người mà đang sinh sống và làm việc xa quê khi mua xe. Đó là các bạn có thể đăng ký biển số theo dạng tạm trú các bạn. Rồi, có nghĩa là các bạn sẽ ra cái cơ quan chức năng khu vực các bạn đang ở trên Sài Gòn này nè, các bạn xin mẫu tạm trú CT08 là các bạn đã có thể đăng ký được biển số ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Rồi, vấn đề ở đây là có nhiều bạn hỏi Tuấn Anh là mẫu vậy á, là em đăng ký biển số ở đâu ha? Rồi, ví dụ như bạn là hộ khẩu là ở Đồng Tháp, biển số 66, nhưng khi các bạn đăng ký biển số dạng tạm trú ở Sài Gòn thì các bạn sẽ sở hữu biển số 59 ha các bạn. Việc này nó sẽ giúp các bạn là tiết kiệm thời gian cũng như là tiết kiệm được chi phí nữa ha các bạn. Thời gian ở đây là thời gian làm biển số các bạn, một cái biển số Sài Gòn vậy trung bình chúng ta làm đâu đó tầm khoảng 5 cho tới 10 ngày là các bạn có thể có biển số đi rồi. Nhưng biển số mà làm ở tỉnh, thấy các bạn ở Sài Gòn nhưng mà gửi về tỉnh làm đó, thì nó dao động rất là mông lung các bạn, 20, 30, 40 hoặc thậm chí 50 hoặc 60 ngày luôn. Tuấn Anh nghĩ ở đây có nhiều bạn đã từng mua xe đăng ký biển số tỉnh thấm cái mùi này rồi ha các bạn. Đó, nên vì vậy khi các bạn mà mua xe được đăng ký theo dạng tạm trú này, nó cũng sẽ tiết kiệm thời gian có biển cho các bạn hơn, các bạn nhanh chóng có biển để chúng ta lưu thông xe một cách hợp pháp. Thứ hai là tiết kiệm chi phí. Hiện tại đã có luật đăng ký biển số hay dạng tạm trú nên đa phần một số tỉnh chúng ta muốn đăng ký xe là phải gửi xe về dưới các bạn, và chúng ta sẽ mất thêm phí ship đi về tỉnh và phí ship về thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn. Nhưng ở các bạn đăng ký biển số hay dạng tạm trú thì chúng ta chỉ cần chờ đến ngày bên dịch vụ đăng ký biển số họ liên hệ các bạn, rồi các bạn chạy xe ra công an khu vực các bạn đang sinh sống để các bạn có thể bấm số rất là nhanh. Đó, thì tiết kiệm được kinh phí cũng như là tiết kiệm được thời gian cho các bạn. Rồi, ở đây nếu bạn nào đang dự định mua xe Vespa, dự định đăng ký biển số theo dạng tạm trú này, thì có thể liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh. Tuấn Anh sẽ tư vấn về xe cũng như là tư vấn về một số cái thủ tục để các bạn có thể đăng ký biển số theo dạng tạm trú được nhanh chóng